Xin chào, mình là Ben đây, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ben Channel. Có lẽ là hiện tại thì God đã dần trở nên quen thuộc hơn với tất cả chúng ta khi mà vừa qua sau sự kiện Hiệp hội Quái vật thì God đã được nhắc đến quá nhiều, cũng như là thực thể này xuất hiện quá nhiều trong phần vừa rồi. Và không chỉ chúng ta, mà hiện tại thì trong quanh Ben Man đã có khá khá những nhân vật biết đến sự tồn tại của thực thể quyền năng này. Vậy thì liệu rằng, với khá nhiều người biết đến sự tồn tại của God như vậy, liệu có ai để tâm tới thực thể này hay không? Khi mà giờ đây, mối nguy lớn nhất là Garou là kẻ được xem là tay sai mạnh nhất của God cũng đã bị đánh bại. Chắc là có rồi, thậm chí là còn quan tâm lớn đến thực thể này. Bởi lẽ trước khi bị lấy lại thần lực và chuyển sinh, thì vua không nhà đã tiết lộ rằng sức mạnh của hắn là được God ban cho. Đã vậy, hắn còn nói rằng thực thể này quyền năng hơn bất kỳ quái vật nào trên trái đất. Chính vì thế mà chắc hẳn hiện tại có rất nhiều người để tâm tới thực thể nguy hiểm này. Vậy thì những ai đang và sẽ để tâm tới thực thể God thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Zombie Man. Có thể nói rằng quái vật quan tâm tới God nhiều hơn cả cách mà bạn quan tâm đến Crush, đó chính là Zombie Man. Thật vậy, ngay từ đầu khi anh chàng lớp S bị tấn công bởi vua không nhà thì anh đã rất bất ngờ trước sức mạnh khổng lồ của gã tay sai của God đang sở hữu. Đã vậy, vua không nhà còn tiết lộ cho Zombie Man biết về quá khứ từng là một loser của mình. Và có lẽ các bạn cũng đã biết quá rõ về quá khứ chịu nhiều tủi nhục của vua không nhà rồi đúng không nào? Đi làm thì bị đồng nghiệp ức hiếp, còn ra đường thì không có một ai quan tâm và trở thành một kẻ vô hình, tới mức chính hắn cũng cảm thấy chán ghét loài người và phải tìm đến, nương tựa vào mẹ thiên nhiên. Chính nhờ những suy nghĩ đó mà God đã phát hiện ra sự dị thường này của vua không nhà và liên hệ để ban sức mạnh cho hắn vào giây phút mà vua không nhà quyết định kết thúc cuộc sống của mình để hòa mình với mẹ thiên nhiên. Có lẽ là sau khi biết được câu chuyện đầy cảm lạnh, đầy cảm động về tình yêu lớn mà vua không nhà đã dành cho đất mẹ và sự kỳ diệu của God, Zombie Man đã ngay lập tức xác định được rằng God mà vua không nhà nhắc đến là một đối tượng cực kỳ nguy hiểm và thực thể này hoàn toàn có thể đe dọa đến sự an toàn của loài người với quyền năng của mình. Khi Zombie Man cố gắng hỏi thêm thông tin của God từ vua không nhà, thì ngay lập tức tư lệnh của Hiệp hội Quái vật đã hóa thành tro khi bị lấy lại thần lực. Rồi sau đó anh lại tiếp tục chứng kiến những con quái vật cực mạnh khác như Rết Hiền Nhân và Ác Thủy, những kẻ tự nhận mình là người phụng sự cho God. Và có lẽ khủng khiếp nhất là khi anh chứng kiến sự kiện sức mạnh của Garou khi mà thợ săn anh hùng vượt qua cả tầm hiểu biết của nhân loại nhờ vào thần lực của God. Chính vì thế mà hiện tại, Zombie Man đang dành cho God một sự quan tâm rất lớn. Và bằng chứng là sau khi Garou bị hạ gục và bị tấn công hội đồng, thì Zombie Man đã đứng ra can ngăn các anh hùng để hỏi Garou thông tin về God. Từ đây có thể thấy rằng anh hùng lớp S này có lẽ sẽ tìm hiểu thêm về thực thể này hơn ngày hết ở hiện trường lúc này ngoài Chinos. Zombie Man cũng chính là người có nhiều thông tin về God nhất, mặc dù anh cũng chưa từng chạm mặt thực thể này dự Tatsumaki. Thế nhưng, qua lời kể của vua không nhà thì có lẽ anh chàng cũng biết được kha khá thông tin về God cũng như là quyền năng và sự nguy hiểm của thực thể này. Flashy, mặc dù là không có vẻ gì là quan tâm lắm tới God, thế nhưng có vẻ như Flashy cũng dành một sự quan tâm đến thực thể này. Và có lẽ sở dĩ Flashy quan tâm tới God cũng là vì Flash đã nhắc đến thực thể này trong lần mà nhóm hài ba cây nhang gặp được anh hùng này dưới lòng đất, trong lúc Flash đang thu thập khối lập phương bí ẩn. Sở dĩ mình nói rằng Flash không mấy quan tâm tới thực thể này là vì anh không hề biết về sự tồn tại của God hay quyền năng của thực thể này. Sở dĩ Flash thoáng nghe qua Flash có nhắc đến God thì anh mới nhớ đến cái tên đó mà thôi. Vì theo như anh nói với Saitama, Flash đã nhắc gì đó đến God khi gặp nhóm của anh. Thế nhưng rõ ràng là Flash không thực sự hứng thú với thực thể này, mà có lẽ là anh chỉ cảm thấy một chút tò mò mà thôi. Vì theo như biểu cảm và lời nói của Flashy, thì anh đang thắc mắc rằng God là gì, mà tại sao từ Flash, rồi Zombie Man, rồi đến ngay cả một số quái vật cũng nhắc đến thực thể này. Và với tính cách của mình, thì có lẽ Flashy chỉ đang có chút thắc mắc, nên chỉ một thời gian sau, có lẽ anh cũng sẽ quên đi thực thể này. Chinos và Kusano. Nếu như Zombie Man là anh hùng quan tâm tới God 1, thì có lẽ là với Chinos thì quỷ nhân máy sẽ phải quan tâm tới thực thể này 10. Vì như các bạn đã biết, thì sau khi thu nạp được những thông tin mà lõi năng lượng đến từ tương lai cung cấp, Chinos giờ đây là người duy nhất biết chính xác những chuyện gì đã xảy ra ở tương lai mà Thánh Sai đã quay trở về quá khứ rồi sửa đổi lại dòng thời gian này. Và với tất cả những gì Chinos đã nhìn thấy, thì rõ ràng là quỷ nhân máy sẽ biết về sức mạnh mà Cosmic đã đạt được nhờ vào việc được God ban thần lực, cũng như là biết được sự khủng khiếp và độc ác của Garou sau khi bị thần lực tác động lên kẻ được ban sức mạnh. Chinos chắc chắn có một cái nhìn tổng quan hơn tất cả các anh hùng khác trong cuộc chiến này, thậm chí là anh còn biết được sự nguy hiểm đến từ God.
Rõ ràng là trong tương lai, sau khi mà thợ săn anh hùng nhận được thần lực thì Garou đã bị tha hóa về nhân cách. Nhưng bù lại, sức mạnh của thợ săn anh hùng có một bước nhanh không tưởng. Ngoài ra trước đó thì Genos cũng đã thấy được sự khủng khiếp của những kẻ được cho là bầy tôi của God, nên quỷ nhân máy chắc chắn sẽ không bỏ qua thông tin về thực thể này. Có lẽ với việc quan trọng như vậy, Genos sẽ bàn bạc với tiến sĩ Kusino và Saitama để thông báo cho mọi người biết về mối đe dọa vô cùng nguy hiểm của God. Một điều mà mình nghĩ là sẽ đúng, đó là tiến sĩ Kusino cũng sẽ dành một sự quan tâm lớn tới God khi mà nhờ quyền năng của thực thể này mà Garou thậm chí có thể quay ngược thời gian nếu thợ săn anh hùng đủ khả năng. Chính vì thế mà có lẽ tiến sĩ Kusino sẽ phải rất kinh ngạc trước thực thể này khi mà quyền năng của God là quá khủng khiếp và vượt xa cả những định luật của vũ trụ này. Và quan trọng nhất có lẽ, Genos và Kusino sẽ cố gắng khai thác càng nhiều thông tin về God nhất có thể thông qua quả cầu lõi năng lượng này. Không chắc rằng liệu Kusino và Genos sẽ dự tính kế hoạch gì, thế nhưng rất có thể nhờ vào việc biết cách quay ngược quá khứ, Genos cũng sẽ nhờ Thánh Sai quay ngược lần nữa để cứu sống Kusino trước vụ tấn công ở phòng thí nghiệm của tiến sĩ diễn ra. Và mặc dù nghe thì có vẻ khá hoang đường, nhưng các bạn thử nghĩ mà xem, chỉ cần Genos cho ông thầy đầu hói của mình coi lại cách mà Garou đã chỉ cho Thánh Trọc cách quay về quá khứ, thì chắc chắn Saitama sẽ có thể quay về quá khứ một lần nữa để cứu tiến sĩ Kusino nếu muốn. Chỉ là không biết rằng liệu quỷ nhân máy có muốn hay không mà thôi. Nhưng với bấy nhiêu đó thôi, thì chúng ta cũng có thể biết được rằng God cũng đã rơi vào tầm nhìn của Genos và có thể là cả tiến sĩ Kusino. Garou. Hiện tại thì không biết rằng thợ săn anh hùng đã trốn đến xó nào để có thể tránh khỏi sự săn lùng của Hiệp hội Anh hùng. Và có lẽ là sau khi cuộc chiến giữa Hiệp hội Anh hùng và Hiệp hội Quái vật kết thúc, thì lúc này kẻ từng săn anh hùng sẽ bị săn ngược lại. Và nếu như theo tình tiết của truyện gốc thì Garou sẽ đi tìm chỗ tĩnh tâm để suy xét lại bản thân. Và có lẽ lần này thợ săn anh hùng sẽ có một pha lặn khá sâu để trốn khỏi tai mắt của những kẻ đang săn đuổi anh. Bởi các bạn biết đấy, Garou không thích bị làm phiền. Thế nhưng thợ săn anh hùng lại có khá nhiều anti-fan trong thế giới One Punch Man, nên việc tìm Garou để trả thù là điều không có gì lạ. Nhưng có lẽ là thợ săn anh hùng sẽ thắc mắc về thực thể đã giúp mình trong trận chiến trước đó với Thánh Sai. Khi mà vào giây phút tưởng chừng như Garou đã bỏ cuộc, thì tại sao God từ đâu lại xuất hiện và trợ giúp cho mình? Có lẽ là Garou sẽ phải đặt nghi vấn về danh tính thực sự của God và tự hỏi God làm cách nào mà có thể xâm nhập vào tiềm thức của mình và ban sức mạnh cho anh. Thậm chí là từ đâu mà thực thể đầy quyền năng này có thể làm được điều đó, khi mà nhờ có God thì Garou đã lập tức tăng sức mạnh của mình nhanh chóng và có thể bắn Thánh Sai văng đi thật xa, dù trước đó thợ săn anh hùng đã bị đánh bại một cách rất dễ dàng. Bang và Bom. Nếu như mọi thứ diễn ra theo đúng dòng thời gian ban đầu thì có lẽ hai cụ cũng không có cơ hội để mà thắc mắc. Thế nhưng giờ đây thì có lẽ cả hai anh em Bang và Bom đều sẽ đặt nghi vấn cho sức mạnh của Garou. Và có lẽ sau khi nghe Zombie Man hỏi về God thì Bang cũng sẽ thắc mắc tới thực thể này. Bởi trong khoảnh khắc mà Garou xuất hiện trở lại sau khi đánh văng Saitama đi, thì có lẽ là Bang cũng đã nhận ra rằng Garou đang bị thao túng bởi một thế lực bí ẩn nào đó. Trong dòng thời gian tương lai thì Bang cũng đã nghi ngờ về việc thợ săn anh hùng đang bị ai đó điều khiển. Sau khi kẻ đó ban sức mạnh cho Garou, và sau đó thì Blast đã xuất hiện và xác nhận với Nanh Bạc về chuyện này. Vì thế mà mình nghĩ rằng có lẽ sắp tới thì Bang cũng sẽ cố gắng tìm Garou để hỏi thêm cậu học trò về vấn đề này, cũng như là cố gắng thuyết phục thợ săn anh hùng quay lại với võ đường của mình. Psycott. Cũng giống với Garou, khi mà cô nàng linh lực gia này cũng được God tìm đến vào giây phút tuyệt vọng nhất khi cô bị các tế bào của Orochi bám lấy, và nhờ có God mà Psycott mới lấy được quyền kiểm soát và trở thành Psycott Orochi. Có lẽ cô nàng này cũng sẽ có những nghi vấn tương tự như Garou về thực thể này. Và ngoài ra, có thể Psycott sẽ còn nghiên cứu sâu hơn về God, bởi lẽ cô nàng này cũng đã nhận ra rằng không chỉ có mình mà còn có một số nhân vật khác. Có vẻ như là cũng đã nhận được thần lực như vua không nhà hay Garou. Vì chúng ta có thể thấy rằng, sau khi Garou tạo ra những vụ nổ tia gamma, thì Psycott đã nhận ra rằng những quả cầu năng lượng khá giống với vua không nhà, và cô cũng đã tự hỏi rằng liệu đó có phải là sức mạnh của thánh thần và sức mạnh đó có thể lớn mạnh tới mức như vậy sao? Nếu Psycott nhận ra được điều này, thì có lẽ cô nàng cũng nhận ra God không thực sự trao cho cô quá nhiều thần lực, vì khi đó Psycott vẫn không hề mạnh tới mức như vậy. Nếu như vậy thì có lẽ là cô nàng sẽ tìm cách liên lạc với God để nhờ giúp đỡ và nhận thần lực một lần nữa để có thể thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng nếu tình tiết diễn ra như trong truyện gốc thì Psycott sẽ bị bắt bởi Hiệp hội Anh hùng. Vì thế hãy chờ xem động thái tiếp theo của linh lực gia này sẽ như thế nào nhé. Blast và nhóm anh hùng vũ trụ. Rõ ràng là sau sự kiện này, nhóm của Blast sẽ càng phải để tâm tới God nhiều hơn,
khi mà giờ đây, kết giới mà họ dựng lên để bảo vệ trái đất khỏi sự xâm nhập của God đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chính vì thế mà có lẽ sắp tới thì God sẽ ngày càng dễ xâm nhập hơn, và nhóm của Blast cũng sẽ cần phải có nhiều nỗ lực hơn để ngăn chặn thực thể này. Hoặc tệ hơn thì có thể sắp tới, nhóm của Blast sẽ phải đối đầu trực tiếp với thực thể đầy quyền năng này. Vì sau khi Garou khiến trái đất bị tác động vật lý mạnh, thì kết giới đã không còn đủ vững chắc để bảo vệ cho hành tinh xanh nữa. Vì thế mà nhiều khả năng lúc này thì Blast cùng những người đồng đội sẽ phải dốc sức để chiến đấu với God mà thôi. Saitama. Mặc dù không rõ là Thánh Sai với tính cách của mình thì liệu sẽ hỏi có bận tâm tới God hay không. Thế nhưng với việc Genos đã thấy được toàn bộ cuộc chiến của tương lai và sức mạnh đầy quyền năng của God, Quý Nhân Máy sẽ nói cho Thánh Sai biết mọi chuyện. Vậy thì có thể là Saitama sẽ dành sự quan tâm đến thực thể này, vì Blast và Flashy thì cũng đã nhắc đến God khi Zombie Man đang thẩm vấn Garou. Mặc dù sẽ hỏi thì cũng chẳng nhớ gì về việc Blast đã từng nhắc đến God, nhưng qua lời kể của Genos về cuộc chiến và sức mạnh mà Garou đã có sau khi được God ban thần lực, thì có lẽ là Thánh Sai sẽ thắc mắc về sức mạnh của thực thể God và muốn chiến một trận với thực thể này. Bởi rõ ràng là nếu được đấu với một kẻ mạnh như vậy, thì biết đâu Saitama sẽ được thỏa mãn cảm giác chiến đấu đúng không nào? Beaufoy. Và cuối cùng trong danh sách này, đó chính là Thánh Bú Liếm Beaufoy. Mặc dù cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa biết rằng Tiến sĩ Beaufoy có việc gì về việc God đã xuất hiện và ban phát sức mạnh hay không. Thế nhưng có vẻ như là gã tiến sĩ này đã đứng ngoài quan sát cuộc chiến giữa hiệp hội khá lâu và có cái nhìn tổng quát về cuộc chiến này. Nên rất có thể là Beaufoy đã nắm rõ mọi thông tin về anh hùng cũng như là quái vật. Chính vì vậy mà cũng sẽ không có gì lạ nếu như Beaufoy biết chuyện của God. Nếu thực sự là vậy thì có lẽ sẽ khá đáng ngại cho các anh hùng sắp tới. Vì biết đâu Beaufoy sẽ chủ động tìm đến God để nhờ lấy sự giúp đỡ của thực thể này, và đổi lại ông ta sẽ chế tạo ra một con robot để giúp God đến được trái đất. Thông qua con robot này, từ đó trực tiếp tác động lên được hành tinh xanh. Vậy God có thể giúp gì cho Beaufoy? Rất đơn giản, đó là ông ta nhờ God giúp đỡ mình phát triển vũ khí và vận dụng thần lực của God lên binh đoàn robot của ông ta để có thể tăng sức mạnh cho đội quân này. Theo như những gì mà chúng ta thấy về Beaufoy, thì ông ta luôn luôn có những robot nhỏ bí mật đi thu thập các dữ liệu về các anh hùng và quái vật. Vì vậy mà có thể là sức mạnh của Saitama đã bị Beaufoy nhận ra thông qua các cuộc chiến với Garou. Và với sự cẩn thận của mình thì chắc chắn ông ta sẽ phải đề phòng những kẻ như Garou hay Saitama, và ngay cả Blast nữa nếu như họ chống lại mình trong tương lai. Vì thế mà liên thủ với God để có thể sử dụng được sức mạnh của thực thể này và tiêu diệt những chướng ngại đó chẳng phải là quá hay sao? Vì thế mà có lẽ sắp tới, Beaufoy sẽ phải nghiên cứu nhiều hơn về God, cũng như là cách để liên lạc với thực thể này.